lợi nhuận của EA một đỉnh nóc kịch trần, hú lộn dòng ngoạn mục nhờ bệ phóng của 33 anh tài. Công ty cổ phần tập đoàn EA một đã công bố báo cáo tài chính quý tháng 3 năm 2024. Theo đó, công ty ghi nhận doanh thu thuần quý tháng 3 năm 2024 đạt 345 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ. Lợi nhuận gộp hơn 79 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận gộp theo đó tăng từ 20% lên 23%. EA một là nhà sản xuất của Sony anh trai vượt ngàn chông gai, với sự góp mặt của 33 anh tài tên tuổi nổi tiếng như Tự Long, Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Subin Hoàng Sơn. Kết thúc 15 tập phát sóng, Show gần như luôn đứng đầu về tỷ suất người xem trên kênh VTV3 vào khung giờ 20 đến 23 giờ cả tuần. Chương trình thu hút hàng triệu lượt xem ở mỗi tập phát sóng, nhiều màn trình diễn vào top trending trên YouTube.